Ngày xưa, có một người đàn ông giàu có. Ông có ba người con gái. Hai người chị thì tham lam, tự cao, tự đại. Nhưng người em út thì có trái tim nhân hậu và tốt bụng. Một ngày kia, người cha nhận được tin những chiếc tàu của ông bị đắm vì cơn bão. Người cha bất hạnh mất tất cả mọi thứ, chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ trong làng. Tất nhiên là hai người chị tham lam không hài lòng với hoàn cảnh này. Suốt cả ngày, họ chỉ làm mỗi một việc là ngồi càm ràm. Tất cả việc nhà đều đến tay cô em gái xinh đẹp. Một thời gian sau, người cha hay tin rằng mấy chiếc tàu lạc đã cập bến. Ngay lập tức, ông bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến cảng. Trước khi đi, ông hỏi ba chị em. Các con muốn ta mua gì cho các con nào? Quần áo, giày dép, vòng cổ và cả vòng đeo tay nữa. Còn con, người đẹp, con muốn ta mua gì nào? Con chỉ muốn một bông hồng thôi thưa cha. Sau một hành trình dài thì người cha cũng đến được bến cảng. Nhưng cả hàng hóa trên tàu lẫn tàu đều không còn dùng được nữa. Buồn bã và mệt mỏi, ông lên đường trở về nhà. Trời vừa sẩm tối thì ông vừa đến cánh rừng. Cánh rừng tối tăm, lạnh lẽo và tuyết rơi. Ông cưỡi ngựa đi lâu thật lâu dưới cơn mưa tuyết. Và cuối cùng, ông thấy một lâu đài còn sáng đèn. Ông bước vào và hy vọng sẽ có người giúp ông. Một tòa lâu đài kỳ lạ. Đèn ở khắp nơi. Trên bàn có đầy thức ăn và có lửa trong ống khói. Nhưng không thấy ai ở đây. Ông gọi xem có ai không, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ông ăn thức ăn trên bàn và nằm xuống giường ngủ. Buổi sáng khi thức dậy, ông thấy bộ quần áo mới ngay cạnh giường. Ông bước xuống cầu thang. Một bữa ăn sáng thịnh soạn đã dọn sẵn cho ông trên bàn. Lâu đài này phải là của một bà tiên, nếu không bà ấy không thể giúp mình như thế này được. Ước gì mình có thể cảm ơn bà ấy. Khi ông rời khỏi tòa lâu đài, ông nhìn thấy vườn hoa hồng. Mình không thể đáp ứng được mong ước của hai chị lớn, nhưng ít nhất là mong ước của người đẹp thì có thể làm được, ông nghĩ bụng. Ngay vừa lúc ông hái hoa hồng, ông và mọi thứ xung quanh bị rung lắc bởi một tiếng gầm lớn. Một con quái vật trông như con sư tử xuất hiện từ phía mấy gốc cây. Người cha gần như ngất đi khi thấy con quái vật. Tôi đã cứu mạng ông, cho ông ăn uống, mang cho ông áo quần mới. Và bây giờ ông lại ăn cắp hoa hồng của tôi. Đây là cách ông cảm ơn tôi đấy à? Người đàn ông quỳ xuống và cầu xin. Ông nói rằng ông muốn hái một đóa hoa hồng cho con gái của ông. Những việc ông làm sẽ không thể không trừng phạt. Làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ tha cho ông với một điều kiện. Ông hãy nói với các con gái ông, nếu một trong ba cô gái đồng ý tới đây ở với tôi sẽ để ông sống. Người cha nhảy lên ngựa và buồn bã lên đường trở về nhà. Khi về đến nhà, hai cô chị tham lam nghe câu chuyện khủng khiếp của cha đã trải qua, nhưng đều không chấp nhận lời đề nghị của quái vật. Nhưng người đẹp không cư xử như hai người chị. Cha ơi, nếu như cha cho phép thì con sẽ đến chỗ của quái vật. Hai người chị liền chấp nhận lời đề nghị của người đẹp,
vì họ cho rằng việc xảy ra là do lỗi của cô. Buồn bã và thất vọng, người cha dẫn người đẹp đến chỗ lâu đài. Khi họ vừa đến, mọi thứ lại xảy ra như trước. Thức ăn đã bày sẵn trên bàn và không có ai xung quanh. Ngay khi họ ngồi xuống và bắt đầu ăn, quái vật bước xuống. Người đẹp bắt đầu run rẩy và sợ hãi, bởi vì quái vật trông rất đáng sợ như cha cô đã kể. Quái vật nhẹ nhàng hỏi cô: "Cô đã tự nguyện đến đây phải không?" "À, phải." "Vậy thì sáng mai cha cô sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa." Buổi sáng khi cô thức dậy, người đẹp biết rằng cha cô đã đi, và bữa ăn sáng thịnh soạn đã dọn sẵn cho cô ở trên bàn. Cô đi lang thang trong vườn một lúc và cảm thấy rất buồn khi cô trông thấy những đóa hồng. Sau đó cô đi vòng quanh lâu đài. Một trong những cánh cửa có đầy hoa hồng, cô lấy làm lạ. Cô mở cửa và nhìn vào bên trong. Căn phòng được trang hoàng giống như cô từng mong ước. Có rất nhiều sách, hoa và cả nhạc cụ. Cô nghĩ rằng người biết sửa soạn căn phòng như vậy thì cũng sẽ không làm hại bất cứ ai. Sau đó cô lấy một cuốn sách. Trên cuốn sách có khắc chữ vàng: "Chào hoàng hậu của tôi. Mong ước của cô chính là mệnh lệnh của tôi. Tôi ước là tôi có thể được trông thấy cha ngay bây giờ." Ngay khi người đẹp vừa nói xong, cha cô xuất hiện ở trước gương trong phòng. Người đẹp rất ngạc nhiên được trông thấy cha, nên cô vui vẻ trở lại. Vào đêm nọ, quái vật lại xuất hiện. "Cô có thể để tôi trông chừng cô được không, người đẹp?" "Nơi này là của ông, sao ông lại hỏi tôi chứ?" "Không, bây giờ lâu đài này là của cô. Nếu cô muốn, tôi sẽ rời khỏi đây ngay." Người đẹp rất ngạc nhiên với câu trả lời này. "Có điều tôi muốn hỏi cô, cô có nghĩ tôi thật sự đáng sợ không?" Lúc đầu cô không biết nên nói gì. Sau đó cô quay đầu sang nhìn quái vật và gật đầu đồng ý. "À, vậy sau này cô có muốn kết hôn với tôi không?" Lúc này người đẹp trả lời một cách khắc nghiệt: "Không." Quái vật bỗng buồn bã và bỏ người đẹp lại một mình. Quái vật tới thăm người đẹp mỗi đêm, vào bữa ăn tối, và đối đãi cô rất tử tế. Ngày qua ngày, người đẹp cảm thấy quen dần với quái vật. "Ước gì ông ta đừng trông đáng sợ như vậy." Vài tháng trôi qua, người đẹp không còn sợ quái vật nữa. Cô bắt đầu thích anh ta. Nhưng một ngày kia, cô nhìn qua chiếc gương thì thấy cha cô đang bị ốm. Cô chạy vội tới chỗ quái vật và xin anh cho cô về nhà, vì cô muốn chăm sóc người cha đang bị ốm. "Tất nhiên là cô có thể đi, nhưng nếu mà cô không nhanh nhanh quay trở lại đây, chắc là tôi sẽ chết vì buồn mất." "Tôi sẽ quay lại ngay tuần sau thôi, tôi hứa mà." Quái vật đưa cho người đẹp một chiếc nhẫn. Khi cô đặt chiếc nhẫn này lên bàn nhỏ cạnh giường và đi ngủ, thì cô sẽ thức dậy ở lâu đài. Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy trên giường của cô trong nhà cha cô. Cô liền chạy đến với cha. Khi nhìn thấy cô thì cha cô rất vui, nên ông đã thấy khỏe hơn. Buổi chiều hôm đó, hai người chị của cô đã kết hôn cũng về thăm cha. Khi họ thấy người đẹp ở nhà, họ điên tiết lên vì ghen tị và giận dữ. Họ quyết định chơi xỏ cô. "Hãy làm cho nó ở nhà thêm một tuần nữa đi, sau đó quái vật sẽ đến xé xác nó." Hai người chị đến bên người đẹp, khóc lóc và nói với cô rằng họ không muốn rời xa.
người đẹp hứa sẽ ở lại thêm một tuần nữa. Không lâu sau đó, người đẹp nhận ra là cô nhớ quái vật. Một ngày kia, cô nằm mơ thấy quái vật bất động trên sân ở khu vườn trong lâu đài. Cô tỉnh dậy, ướt đẫm cả mồ hôi. Sao mình lại có thể tàn nhẫn và ích kỷ như vậy chứ? Cô lập tức tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường cô. Và sáng hôm đó cô thức giấc trong lâu đài quái vật. Cô chờ quái vật suốt một ngày dài, nhưng quái vật không xuất hiện. Cô đợi giờ này qua giờ khác, nhưng quái vật vẫn không đến. Bỗng nhiên, cô chạy ra vườn. Quái vật nằm dài bất động trên sân, như cô đã thấy trong giấc mơ. Người đẹp đến bên cạnh và ôm quái vật. Tim quái vật vẫn còn đập. Anh hé mắt và nói thều thào. Tôi nghĩ là cô không quay lại nữa nên đã nhịn ăn và gần chết rồi. Nhưng tôi yêu anh và muốn kết hôn với anh mà. Ngay lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bỗng dưng lâu đài sáng bừng lên và đẹp hơn. Người đẹp sững sờ nhìn quanh và sau đó quay đầu lại chỗ quái vật. Nhưng con quái vật xấu xí đang nằm dài bây giờ biến thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Lúc thấy anh, người đẹp bắt đầu khóc. Anh là ai? Và quái vật đâu rồi? Hoàng tử đứng dậy và bắt đầu kể. Ta chính là quái vật đây. Có một bà phù thủy độc ác đã phù phép và biến ta thành quái vật xấu xí. Nếu em không nói rằng em muốn kết hôn với ta, thì ta sẽ sống như quái vật xấu xí mãi mãi. Khi nghe điều này, người đẹp cảm thấy hạnh phúc hơn. Với trái tim lương thiện, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực. Người đẹp và hoàng tử kết hôn và sống với nhau hạnh phúc mãi về sau. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có hai người bạn rất thân, sống cạnh nhà nhau. Tên là Kay và Gerda. Kay và Gerda mỗi người trồng một cây hoa hồng trước sân nhà để bày tỏ tình cảm với nhau. Những cây hoa hồng lớn lên cùng với họ. Vào cuối mùa thu, mùa đông đang đến và cả thị trấn bao phủ trong tuyết trắng. Trong suốt những đêm mùa đông, Kay và Gerda rất vui với những câu chuyện cổ tích do bà của Gerda kể. Tuyết trắng và lạnh buốt từ đâu đến? Gerda hỏi. Từ một nơi rất xa. Bà ngoại trả lời và bắt đầu câu chuyện. Có một vương quốc nọ bao phủ bởi băng đá và tuyết trắng. Bà chúa tuyết sống một mình trong tòa lâu đài băng giá, toàn được làm bằng phép thuật của bà. Bà chúa tuyết rất đẹp và tinh khiết như băng. Nhưng bà chúa tuyết có trái tim ác độc và rất nhiều phép thuật thần kỳ ẩn chứa trong tòa lâu đài băng ba thuật đầy băng giá lạnh lẽo. Tấm gương băng giá là một trong số đó. Đó là một cái gương băng giá mà qua đó bà chúa tuyết có thể nhìn thấu được mọi chuyện đang diễn ra trên trái đất này. Ngay lúc này, Gerda nhìn thấy bà chúa tuyết đang nhìn họ từ phía sau cửa sổ. Kay, bà ơi, nhìn kìa, bà chúa tuyết đang nhìn chúng ta qua cửa sổ. Tớ dám chắc đó chỉ là một con mèo bị đóng băng vì lạnh thôi. Bà ơi, bà chúa tuyết có thể thật sự đến đây được không? Để bà ấy thử. Tớ sẽ nhanh chóng ném bà ta vào ống khói và bà ta sẽ nhanh chóng chảy ra và trở thành bà chúa nước. Nhìn qua gương băng, bà chúa tuyết nghe được những gì Kay nói. Vậy là ngươi sẽ ném ta vào ống khói và biến ta thành chúa nước ư? Ha! Các mảnh băng tuyết, hãy bay đi cùng sức mạnh của ta, tìm ra thằng bé, biến cho đôi mắt và trái tim thuộc về ta,
để nó thấy những thứ xấu xa quanh đó và lấy đi tình yêu trong trái tim nó mãi mãi. Bà chú Tuyết ra lệnh cho các mảnh băng tuyết của bà. Bỗng nhiên, một cơn bão tuyết xuất hiện, thổi vào trước nhà Gerda. Các miếng băng di chuyển nhanh về phía Gerda. Tò mò về việc đang xảy đến, Kay mở cửa sổ. Gerda hét lên ngay lập tức: "Kay, đừng!" Nhưng mà đã quá trễ. Mắt của tớ, có gì đâm vào mắt tớ? Trái tim tớ, chuyện gì xảy ra thế này? Và lúc đó, lời nguyền rủa của bà chúa tuyết được các mảnh băng tuyết thực hiện. Mắt cậu và trái tim cậu bị bóp nghẹt và Kay trở thành một người hoàn toàn khác. Gerda hỏi cậu về những chuyện xảy ra, nhưng Kay la lớn: "Không có gì cả, tôi ổn, hãy để tôi một mình." Chuyện này thật kỳ lạ, Kay chưa từng thô lỗ với Gerda trước đây. Cô bé không thể hiểu tại sao bỗng dưng cậu ấy lại bắt đầu hành xử như vậy. Cách hành xử thô lỗ của Kay còn tiếp tục cho đến sáng hôm sau. Khi Kay đang dẫn xe trượt tuyết ra khỏi vườn, Gerda hỏi cậu là cậu đang đi đâu. Cậu lại cáu kỉnh với cô bé. Cậu nhảy lên xe trượt tuyết và chạy ra xa. Gerda chạy theo sau, nhưng không đuổi kịp được cậu. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết xuất hiện trên xe trượt tuyết từ một nơi nào đó và Kay bắt đầu theo bà. Gerda sững sờ và không biết làm gì khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt. Bà chúa tuyết đưa cậu ấy đến lâu đài băng tuyết của bà. Gerda ngồi trước cửa sổ ngày qua ngày để chờ Kay trở về. Nhiều tháng trôi qua và mùa đông đã qua, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Kay hết. Không thể chờ đợi được nữa, Gerda quyết tâm. Chỉ mang theo tấm gương mà bà ngoại cho cô, cô bắt đầu ra đi tìm kiếm người bạn Kay thân thiết nhất của cô. Gerda dũng cảm vượt qua rất nhiều con đường và hỏi mọi người cô gặp trên đường xem họ có thấy Kay không. Cuối cùng, cô đến một bờ sông và cô nhìn quanh, không thấy ai để có thể hỏi về người bạn Kay hết. Cô hỏi dòng sông, nhưng dòng sông không đáp lại. Vào lúc đó, một con chim biển đến bên cạnh cô. Chắc chắn là dòng sông sẽ trả lời cho cô hay, nhưng trước tiên cô phải tặng cho dòng sông một món quà đã. Gerda tháo chiếc vòng cổ yêu quý của mình và đặt nó vào dòng nước trên dòng sông. Bỗng dưng, một điều kỳ lạ xảy ra. Một con thuyền nhỏ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Gerda nghĩ là dòng sông thích món quà của cô nên trả ơn cho cô. Ngay khi cô nhảy lên, chiếc thuyền bắt đầu tự di chuyển. Chiếc thuyền đưa Gerda qua bên kia sông. Ở đây có một khu vườn đầy hoa bí ẩn với đầy đủ các màu sắc cầu vồng. Gerda chưa từng thấy vườn hoa nào đẹp như vậy trong cuộc đời. Nhưng còn thiếu thứ gì đó. Không loại hoa nào ở đây có mùi thơm hết. Bên kia khu vườn, cô thấy một người phụ nữ đang tiến về phía cô. Bà là chủ của khu vườn. "Chào cô bé xinh đẹp của ta." Bà chào mừng Gerda bằng một nụ cười. Và bỗng nhiên, cô nhận ra là cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa trong khu vườn của bà. "Tôi xin lỗi vì tôi vào vườn của bà mà chưa xin phép bà." "Không sao, cô bé yêu quý. Hãy đến đây nào. Ta rất vui vì con đến đây. Lâu lắm rồi không ai ghé qua khu vườn của ta. Kể ta nghe, tại sao con đến đây một mình vậy?" Gerda kể cho bà nghe chuyện cô đang đi tìm người bạn của cô là Kay và hỏi bà có từng thấy Kay không. Nhưng bà nói rằng bà chỉ gặp có mỗi Gerda. "Thật vậy sao? Vậy thì cháu phải quay lại rồi. Cháu phải đi tìm Kay ngay." Bà chủ vườn hoa thật sự không muốn cô bé rời đi, nên bà bèn nói dối. "Con nói về Kay hả? Để ta xem. Hình như ta thấy cậu ấy đâu đây." Gerda kể cho bà nghe mọi chuyện. Và khi bà chủ vườn hoa nghe Gerda nói đến tên bà chúa tuyết,
thì bà rất lo lắng. Bà chú tuyết ư? Ồ, hãy tránh xa bà ta ra, cái thứ lạnh lẽo. Bà ta khiến cho bao nhiêu hoa của ta nhiều năm không có mùi hương. Sau đó, bỗng dưng bà muốn chải đầu cho Gerda. Gerda không hiểu tại sao, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng. Cô bé Gerda không biết rằng đó là chiếc lược ma thuật. Và chiếc lược thần kỳ làm cho Gerda quên hết mọi thứ cô biết, chỉ còn lại niềm vui. Nhưng bà chủ vườn hoa không có tâm địa độc ác, bà chỉ làm vậy cho vui. Khi cô bé thức dậy từ giấc ngủ ngọt ngào, Gerda không còn nhớ gì. Thậm chí là cô không biết tại sao cô ở đây và làm cách nào cô đến được đây. Nhưng khi cô thấy những đóa hoa hồng trên nón người phụ nữ, cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Không có thứ ma thuật nào có thể vượt qua được sức mạnh của tình yêu đích thực. Gerda không biết cô đã ở đây bao lâu. Trong khu vườn ngái ngủ, nhưng những ký ức của cô bỗng quay lại. Cô ngay lập tức quay trở lại bờ sông. Con thuyền vẫn còn ở đây, nhưng cô không biết đường nào để đi hay phải làm gì bây giờ. Lúc này một con quạ bay trên đầu cô bé và như muốn nói với cô một điều gì đó, nên Gerda đi theo con quạ. Cô theo con quạ một lúc, cho đến khi họ đến vùng biển băng. Ngay giữa biển băng có một con tàu của hải tặc từ rất lâu rồi. Con quạ bay đến đó và đậu vào. Bằng con thuyền nhỏ của Gerda theo chân con quạ, và nó chỉ cô đến con tàu. Đây có phải là cách tôi có thể đến được lâu đài của bà chúa tuyết bằng con tàu hải tặc này? Các hải tặc xuất hiện trên bon tàu, và một trong số đó có một cô con gái hải tặc. Cô đến gần Gerda. Mày sẽ đi tới nơi chúng tao đi, và đó là không nơi nào. Ngay lúc này, bà chúa tuyết cố gắng làm cho Kay quên đi mọi thứ trong quá khứ, và bà đã gần như làm được. Nhưng dù bà làm gì thì vẫn còn hình ảnh của Gerda trong trí nhớ của Kay. Gerda, Gerda, ngay khi trái tim người hóa thành băng đá thì ngươi sẽ không còn nhớ được thứ gì nữa. Phát hiện người bạn Kay của cô bị giam cầm trong các lâu đài của bà chúa tuyết, con gái hải tặc nói với Gerda tốt nhất là quên cậu ta đi, bởi vì không có cách nào để đưa cậu ta ra khỏi đó. Em không thể quên được, cậu ấy là bạn thân nhất của em. Em phải đi tìm cậu ấy, Gerda trả lời. Cô gái hải tặc thật sự không hiểu được sự kiên trì của Gerda. Thật sự là cô muốn cô bé ở đây để làm bạn với cô, nhưng Gerda vẫn nhất quyết đi tìm Kay. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giải cứu cho cậu ấy. Bởi vì cô gái hải tặc không có bạn, nên cô thật ngưỡng mộ thái độ của Gerda và quyết định giúp cho Gerda. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, cô gái hải tặc mang cho Gerda một con tuần lộc. Đây là con tuần lộc nhanh nhất trong vương quốc tuyết, và cô sẵn lòng chỉ đường cho Gerda đi. Hứa với chị là khi nào em trở thành nàng tiên băng, em sẽ cứu luôn cả tàu của chúng ta. Em hứa, em sẽ đền ơn cho chị, Gerda trả lời. Cưỡi tuần lộc, Gerda lên đường. Trước tiên cô bé phải tìm ra cách để có thể đánh lại bà chúa tuyết. Tuần lộc sẽ chỉ cho cô bé làm cách nào. Sau hành trình dài, họ đi đến Bắc Cực. Một ông già thông thái chào đón họ. Ồ, rốt cuộc thì cháu cũng mang theo gương ư? Gerda không hiểu tại sao ông lão thông thái lại biết về cái gương của cô. Tuy vậy, cô bé biết là cô đã đến đúng nơi, và cô mang gương ra và cho ông lão xem. Vậy là tôi sẽ đến chỗ bà chúa tuyết với cái này sao? Đây là cái gương ma thuật. Nó cho thấy sự thật không là gì, nhưng là sự thật. Và thậm chí là nó... nó ẩn sâu bên trong. Bởi vì không có gì mạnh hơn tình yêu. Sức mạnh thật sự của chúng ta chính là tình yêu. Gerda biết được bà chúa tuyết là ai nhờ vào ông già thông thái. Nếu cô biết được sự thật thì cô có thể chống lại bà ta. Bởi vì lúc còn trẻ, bà chúa tuyết thật sự là một người tốt, đầy tình yêu. Cô đến đâu thì hoa nở đến đó, và ánh mắt biết cười của cô tỏa sáng hơn cả mặt trời.
Cô là người độc nhất vô nhị và là cô gái hạnh phúc, có tên là Lila. Nhưng mọi người nghĩ cô là phù thủy nên không dám chơi cùng, thậm chí là nói chuyện với cô. Bị bỏ rơi một mình, Lila không còn thấy hạnh phúc nữa. Cô bắt đầu ghét mọi thứ và mọi người xung quanh của cô. Cho đến một ngày cô ước: ai có ý nghĩa với tôi sẽ hóa thành băng tuyết. Sau đó, cô xây một tòa lâu đài bằng tuyết và sống xa lánh mọi người ở đó, hoàn toàn không có tình yêu hay niềm vui. Gerda đến lâu đài của bà chúa tuyết và bước vào bên trong. Cô thấy Kay trong một góc nhà và đang khắc băng. Cậu ở đây rồi, tớ đã tìm cậu. Kay, là tớ đây. Gerda, cậu còn nhớ tớ không? Kay nhìn Gerda nhưng không nhận ra cô. Trái tim cậu ta như mọi thứ khác ở đây đã hóa thành băng đá rồi. Gerda không mấy chú ý đến lời bà chúa tuyết đang nói. Bỏ cậu ta ra, bây giờ nó thuộc về ta. Ta cũng sẽ hóa ngươi thành băng tuyết. Không, bà sẽ không làm như vậy. Kay, tớ yêu cậu. Kay bắt đầu chậm chậm nhớ lại. Gerda, ồ, tớ nhớ ra cậu rồi. Điên tiết, bà chúa tuyết nhanh như chớp chĩa cây đũa thần và phát ra điều nguyền rủa của chúa tuyết. Ngay lúc này, Gerda lấy chiếc gương ra và nắm chặt lấy gương để chống lại lời nguyền. Đối đầu với gương thần, lời nguyền rủa biến mất. Ngay thời điểm này, bà chúa tuyết nhìn vào gương của Gerda và thấy nó không còn phản chiếu gương mặt của bà, mà chỉ phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ, khuôn mặt của Lila. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết quay lại thời còn trẻ và đầy tình yêu và trở lại thành Lila. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã biết ra tôi thật sự là ai. Tôi lại được tự do rồi. Chào tạm biệt. Kay và Gerda nhìn nhau và mỉm cười. Từ bây giờ, chúng sẽ không bao giờ phải lìa xa nữa và sẽ lớn lên cùng nhau như những cây hoa hồng chúng trồng trước sân nhà.